an toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Em thở đi, em thở đi. Mà thật sự em có thở nhưng em thở không được. Cái miệng con rộng dữ vậy hả? Cái miệng con rộng dữ vậy hả? Cái chết là giống má hay sao? Cái cữ nào mà con muốn mà còn sót lại chút xíu thôi. Em sợ con em nó ốm. Dạ con em lúc đó đây. Em sợ. Bệnh viện ta trao nhầm con. Bệnh viện ta trao nhầm con. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Chương trình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Mến chào quý vị khán giả, mình là MC Anh Thơ. Dạ, chào chị Tô Gia, chào Ngọc Lan. Thực sự là cũng lâu lắm rồi Lan không có được gặp Thơ. Thì từ khi mà Thơ sinh thỏ thì là cái công việc Thơ cũng hạn chế lắm. Dạ. Cũng giảm chắc cũng tầm 70-80% công việc so với lúc trước á. Vậy á hả? Dạ. Thế thì lần đầu tiên mà mình phát hiện ra mà mình có thai á, cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào? Cầm que thử vậy nè. Mẹ xin kính chào con, mẹ trân trọng chào đón con. Chào mừng con đến với thế giới này. Dạ không chị, đời em thì hay tạo drama lắm. Dạ, nhưng mà cái khúc đó thì chưa đâu. Dạ. Cái thời điểm đó là em quyết định là sẽ có con. Em chuẩn bị rất là kỹ phía trước, chẳng hạn như là đi tiêm ngừa nè. Rồi thậm chí là em đi khám là khám phụ khoa. Đi khám rất là nhiều bệnh viện khác nhau. Chỉ để kiểm tính tra trước là sẽ sau này mình có con mình sinh ở bệnh viện nào. Ờ, đi khám để test luôn dịch dạ, vụ á. Đúng rồi. Ờ, có nghĩa là chủ động cực kỳ luôn. Dạ đúng đó. Rồi. Và em có liền trong cái tháng đầu tiên luôn. Wow. Thì cái tại vì nó sớm quá cho nên là lúc mình thử thì cái hai vạch nó mờ lắm. Mà lần đầu tiên em nhìn thấy một cái que thử thai nên là mình cũng không có dám chắc nó có phải là hai vạch không nữa. À, tức là mình cũng không dám chắc hai vạch như vậy là có đúng hay không, hay là hai vạch đó là mang thai hai đứa còn một vạch là mang thai một đứa. À, chị có em. Ủa em thề với em chị đã luôn. Từng như vậy hả? Em đã từng thử thai, lúc đó là mình kiểu như mình còn nhỏ quá, mình không có biết cái cách phòng ngừa thai á. Sao vậy? Tại sao? Tại vì tôi đã từng kể cái chuyện này về học trò của tôi mà mọi người không có tin. Mọi người nói là trời ơi làm sao một cái đứa nó ngố như vậy. Có nha quý vị, Ngọc Lan nha. Ngọc Lan ngày xưa đã từng như vậy. Em thấy một vạch nó chết cha rồi, có bầu một đứa đó. Lúc đó em có lên mạng, em sợ thông tin. Thì ở trên đó nói là cái que thử thai đó nó cực kỳ chính xác luôn. Và người ta khuyến cáo là mình nên thử vào buổi sáng. À đó, vì cũng có ngày chúng tôi trả lại sự trong sạch cho que thử thai. Thế là ngày hôm sau em cứ thử, em mua một chục cái que vậy đó. Cứ mỗi buổi sáng em lấy ra mấy que em thử. Có chị có nên rút lại cái lời của chị không? Biên tập ơi cắt giùm chị. Mẹ bỉm mà mua cả chục cả lố que thử thai. Một thùng luôn đó em. Chứng minh cho một cái điều là các mẹ không ai tin tưởng vào cái độ chính xác của que thử thai cả. Không hẳn là không tin đâu. Nhưng ôi mà kiểu ơi, mà một chục que là không tin em ơi. Nó quá thú vị đi đó. Có nghĩa là một cái điều gì đó nó quá mới mẻ với mình á. Mình thích quá mình thử hoài. Đúng rồi, cứ thử hoài vậy đó. Chơi đồ hàng vậy trời. Dạ đúng rồi kiểu vậy á. Và em còn giữ hết luôn mà. Em lên mạng em xem hết những cái hình mà người ta post lên đó để biết là hai vạch là như thế nào. Thì em thấy là cái hình ảnh đó nó giống cái hình ảnh của mình. Là gần như em có thể chắc chắn một phần nào đó là em có thai. Em mới quyết định đi vô trong bệnh viện khám. Để phải có một ai đó họ khẳng định với em là em có thai. Xong rồi lúc đó thì em mới nói cho ba thỏ. Mới đầu tiên là em tính là em sẽ giữ cái thông tin đó lại để mà chờ một cái dịp nào đó kiểu bất mà bày ra cho nó bất ngờ á. Thì rồi mới nói cho anh hay. Nhưng mà trong lúc mà em đợi là ba thỏ phát hiện bị một cái khối u trong dây thần kinh cột sống. Nó phát triển rất là nhanh, là từ lúc mà anh thấy hơi đau đau á tới khi mà thậm chí anh đi còn không nổi á là trong vòng một tuần thôi. Em suy nghĩ hoài luôn, tại vì ở nhà là có bà nội thỏ thì kiểu mà bà nội tính bà nội hay lo lắm. Cuối cùng em quyết định là sẽ lấy cái thông tin đó nói cho bà nội thỏ biết để làm niềm vui. Đúng rồi, để cho bà nội bớt đi cái cảm xúc mà bà nội sợ và lo về cái chuyện sức khỏe của ba thỏ. Thì cuối cùng là rất là may là bà nội lúc đó là cũng đỡ. Cũng đón nhận mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn nếu như mà chỉ chia sẻ về cái thông tin về bệnh của ba thỏ không. Cái quá trình mà em đồng hành với thỏ trong bụng mẹ mà bên cạnh mình lại là một cái vấn đề sức khỏe của chồng nữa thì cái diễn biến của những cái tháng thai kỳ của em nó như thế nào?
Lúc mà phát hiện ra tới khi ảnh lên ca mổ là tầm khoảng nửa tháng sau. Cái lúc mà ảnh mổ trong bệnh viện gần một tuần đó là em ở trong bệnh viện để mà lo cho ảnh luôn. Thì cứ đi lên đi xuống cầu thang để mà mua đồ ăn, mua này mua kia vậy đó, là em bị dọa sảy. Đi khám thì bác sĩ nói là giờ em không nhớ nữa, nhưng mà bong bao nhiêu phần trăm đó, bong nhau á. Thì bác sĩ mới cho uống thuốc để mà giữ thai. Nhưng mà cơ thể của em thì rất là nhạy cảm, bị say thuốc á. Em đi mà em cứ không chào đảo, em không cảm nhận được xung quanh, hay là em cái tay em để nhưng mà em không biết tay ai đó, kiểu vậy á. Rồi mặt thì nổi đầy mụn luôn. Cái áp lực nhiều hơn nữa là em bắt đầu bị ngén. Em ngén khủng khiếp lắm, mà đặc biệt là cái cơn ngén nó đến bất thình lình, nó đến không báo trước, không báo trước. Nó đến mà mình không trở tay nó kịp. Nó đến là nó đến thôi. Dạ. Ngày hôm trước em đi ăn một tô mì Quảng. Em là người Quảng Ngãi. Mà người Quảng Ngãi chị biết rồi, cái tô mì Quảng nó ngon lắm. Món ghiền của mình mà. Em ăn mà kiểu là nó ngon ới là ngon luôn á. Tới qua ngày hôm sau, tự nhiên cái tô mì Quảng nó vòng 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 trong đầu em vậy nè. Là cứ mỗi lần mà em không phải làm việc gì đó, em không phải làm việc á chị, là tự dưng cái hình ảnh của cái tô mì nè, rồi cái mùi vị của tô mì á, nó hiện lên trong đầu em và em nói ngán muộn, ngán muộn, ngán chậm nghiệp. Rồi vậy luôn, rồi là cứ thế bị ngán tới luôn. Cứ mùi xào nấu là em ngán. Em đi ngang qua một cái quán hủ tiếu nè hay là phở nè, cứ đi ngang qua có cái mùi đó là em ói tới luôn á. Mà em ngán nhiều tới mức em ói nhiều quá là cái những cái mạch máu trong cổ em bị vỡ. Ôi trời ơi. Mà nghề là nghề nói. Dạ. Là em ói là nó ra máu nhưng mình không biết, thì em nhổ nước bọt ra là nó có lẫn máu ở trong luôn. Là lúc đó là cứ mỗi lần ói xong là phải ngậm cục đá để cho cái mạch máu nó co lại. Nó đỡ cái rỉ máu nữa. Nó kéo dài đến bao nhiêu lâu? 5 tháng. Có nghĩa là gần hết thai kỳ. Dạ đúng rồi. Mà không phải là cái chuyện là mình ngén là mình mệt mỏi về cái chuyện mình ói không đâu, mà mình không còn một chút sức lực nào luôn. Đúng rồi, là không làm việc được. Dạ, cái cuộc sống của em giống như em đi không nổi luôn. Là mỗi lần mà em leo cầu thang là em phải bò hoặc là em vịnh, em giống như em lết lên thôi đó. Đu dây. Đu dây. Thật ra là đu thanh cầu thang thôi. Rõ ràng là mỗi cái hành trình nó đều khác nhau vậy ha. 2 tháng thôi, mang thai 2 tháng thôi là em buộc lòng là phải nghỉ hết. Em ngưng hết tất cả chương trình. Là lúc đó một mình em á, lên hình tầm khoảng 18 chương trình. Đó là thời đỉnh cao của Thơ. Đúng rồi. Là lên là chương trình cố định nha chị. Chương trình đúng hàng rồi. Tuần. Và năm này qua năm nọ luôn. Có những cái chương trình mỗi đêm nữa. Chương trình khác mỗi ngày á. Em quyết định em ngưng hết, nhưng em chỉ giữ đúng một chương trình một thôi. Đó là cái chương trình trái tim nhân ái, chương trình nhân đạo. Vì thực sự chương trình đó nó ý nghĩa quá đi. Mà đúng ra nha là chương trình đó em phải bỏ đầu tiên á. Tại vì chương trình đó là em phải đi vô bệnh viện. Đi. Là em đồng hành cùng với lại những cái bệnh nhân bị mắc bệnh tim á. Chị biết thời điểm đó em đi quay nha, em không đi ô tô được luôn. Tại vì cái mình nhạy cảm về mùi á. Là leo lên ô tô thôi là về em cả ngày đó là em chỉ có ôm cái toilet để em ói thôi. Em phải nhờ một cái bác ở trong xóm á chở xe máy em đi. Là đi về xong là em không đi nổi, em chỉ có lết là tò thôi. Lết thôi đúng không? Đúng rồi. Trong suốt 5 tháng đó là ở nhà em không được phép nấu ăn. Tại vì cái mùi đó nó chỉ cần tồn, nó chỉ cần động ở đâu đó thôi là em chịu không nổi. Là lúc đó là bên nội phải nấu, xong rồi đưa qua cho em. Tới khi mà em hết ngán đó chị, nó cũng bất thình lình như cái lúc ngán vậy đó. Tự nó hết vậy? Dạ, tự nhiên ngày hôm nay em vẫn còn ngán vật vã. Tự nhiên qua ngày mai cái em nghĩ tới đồ ăn gì em cũng thấy nó ngon. Ngủ một đêm thức dậy cuộc đời nó khác liền luôn. Sang trang liền chị. Giống như hoa hậu vậy đó, ngủ đêm thức dậy trở thành hoa hậu. Đúng rồi, nói với quý vị nghe, bây giờ còn ăn được thì cứ ăn đi, biết đâu ngủ giấc mai thức dậy ngán đồ ăn sao. Mà có những cái món mà hồi trước khi mang bầu á, là em không có thích ăn hoặc em ăn không được á, là bây giờ em ăn hết. Em ăn cả thế giới luôn. Em ăn không chừa một cái món gì trên đời nữa hết chị. Thế là cái cơ thể của em nó cũng hồi phục lại một cách rất là thần kỳ. Tới nỗi mà ngày mai em đi sinh đó, là hôm nay má em vô nè, em còn lấy xe máy em chở má em đi, em chỉ má em chở chỗ này ngang má, mua cái kia ở chỗ này ngang má mà. Em á là cái lúc mà em mang thai á thì em quyết định là mình sẽ sinh thường. Lúc đó cũng cuồng cái kiểu là làm cái gì tốt nhất cho con. Tự nhiên. Đúng rồi, tự nhiên, thuần tự nhiên. Người ta làm được mình cũng làm được. Xong rồi cái gần tới ngày sinh á thì em bị thiểu ối. Nước ối em nó tuột rất là nhanh luôn. Phải quyết định có cái chỉ định sinh mổ cho em. Hôm đó ba Thỏ chở đi vô trong bệnh viện, xong ba Thỏ cất xe cộ này kia. Thế là em xách cái vali ra,
Em đi đẩy đi y như em đi du lịch vậy đó chị. Trời, em đi hiên ngang vô trong bệnh viện luôn. Người ta kêu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, là nó y chang vậy đó chị. Trời ơi, em đi vô mà hiên ngang lắm. Xong rồi mọi người ở đó đều nhận ra em hết mà đều thần thái hoa hậu đi. Dạ. Đi xanh và cái cướp. Mà tôi đang đợi cái cướp. Trong suốt thai kỳ của em luôn, những cái hình ảnh mà em có nó ít lắm. Nó có một vài cái hình thôi. Thì cái hình mà nhiều nhất là cái hôm em đi sinh. Lúc mà kéo vào liền. Đúng rồi. Là ba Thỏ trong lúc vô bắt đầu làm thủ tục á, thì em với má em đi chụp hình khắp cái bệnh viện luôn chị. Cái góc nào đẹp này kia em chụp hết, hiên ngang lắm. Xong tới bắt đầu vô thay đồ vệ sinh để lên băng ca chuẩn bị đẩy vô phòng là bắt đầu lúc đó mới ý thức được. Cái lúc mà đưa cái mũi tim tê tủy sống vô người em á, đó em không thở được luôn. Em cảm giác như là em thở mà nó không có oxy vô người á. Kiểu vậy đó, em bắt đầu em hoảng loạn chị. Em không thở được luôn. Em cứ ngáp mà kiểu mà nó thở không hơi lên. Đúng người rồi. Ta gọi là thở hơi đúng lên. Đúng rồi nha. Và em sợ hãi mà em cứ chụp bác sĩ là, chị ơi em không thở được. Mà cứ vậy đó, em cảm giác nó lâu lắm kìa. Xong rồi em cứ nghe mọi người loãng xoảng kiểu mà mọi người cứ em thở đi. Mà thật sự em có thở nhưng em thở không được. Xong rồi em cứ bị ngộp một lúc. Em nghĩ nó cũng nhanh thôi nhưng mà với em thì rất là lâu. Từ từ không biết bác sĩ làm cái gì đó. Thì bắt đầu em mới thấy là cái người em nó ấm lại. Bắt đầu em thở lại được bình thường. Có thể là cái trường hợp của em nó cũng có vấn đề gì đó nên các bác sĩ làm rất là nhanh. Thì nhanh sau đó là bé ra. Bé ra. Dạ. Cái cảm giác đầu tiên khi mà em bé được đặt lên người mình, lúc đó nó như thế nào? Em rất là xin lỗi nhưng mà cái cảm giác đầu tiên, không biết Thỏ có thể được xem chương trình này, nghĩa là cảm giác đầu tiên là cái miệng con rộng dữ vậy hả? Cái miệng con rộng dữ vậy hả? Tập tự nhiên tập trung nhìn vô. Nhìn vô cái thấy cái miệng con quá chừng. Như là thấy cái miệng không à. Cái chết là giống má hay sao? Cái chết là giống má hay sao? Chắc nhiều người cũng giống Thơ nè. Không phải giống trên phim đâu. Không phải ra một em bé xinh xẻo đáng yêu bụ bẩm đâu. Cái cảm giác của Thơ cảm thấy là ủa sao con mình kỳ ta. Là rất là nhiều mẹ em bỉm ngồi ở đây có cái cảm giác đó. Bởi vì chúng ta xem phim nhiều á nên thường thì những cái gì mà đẹp đẽ thì sẽ đưa lên phim thôi. Mà em bé ở trên phim á, mặc dù sơ sinh nhưng mà cũng phải là 2-3 tháng rồi. Thế là da dẻ người ta thẳng thớm, người ta được hít khí trời, người ta tươi hồng. Xuống thêm nhiệt Lip Cool giúp cho người nóng trong, nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt làm thì uống liền Lip Cool. Cái hành trình nuôi con của Thơ nó có gặp nhiều cái sự khó khăn gì không? Thơ có cho con bú sữa mẹ không? Nếu mà ai mà nhắc đến cái đề tài này với em trong vòng cái năm đầu tiên lúc mà em mới sinh Thỏ xong á là em khóc ngay lập tức luôn. Bây giờ 8 năm rồi chắc không sao đâu. Tự nhiên hỏi xong thấy dây dứt hả cưng? Thấy hơi có lỗi. Cái ngày mà em sinh á thì bác sĩ sẽ có một cái kiểm tra lại về sức khỏe của mình. Tại vì em có bệnh về di truyền. Thì trong thai kỳ là bác sĩ đã kiểm soát nè, rồi đã hỗ trợ em rất là tốt. Để làm sao mà không tránh tối đa cái tỷ lệ mà từ mẹ lây cho con. Nhưng mà cái hôm mình sinh á, bác sĩ sẽ làm kiểm tra thêm một lần nữa. Thì cái hôm đó là cái chỉ số, cái kết quả kiểm tra của em nó không có được tốt. Và sau đó thì bác sĩ có một cái buổi nói chuyện với em. Thì bác sĩ cũng có chỉ rằng là em cần phải lưu ý như vậy đó. Thì mới có thể là giảm cái nguy cơ lây cho con. Nhưng mà chị hình dung không? Nghe tới chuyện là có nguy cơ lây bệnh cho con, nó trả giá cao quá. Cái giá đó đắt quá, em không dám. Cho nên là lúc đó là em xin bác sĩ là cho em uống thuốc mà kiểu tiêu sữa luôn. Khi là mình thấy con mình thiệt thòi quá, là ngay cả cái sữa non của mẹ đó là con cũng không được bú giọt nào luôn. Em khóc suốt luôn á. Mà sữa nó vẫn về nha chị. Khủng khiếp nhất là cái hôm mà sữa nó về á là em bị lên cơn sốt luôn. Những người bên cạnh em á thì mọi người cũng kiểu là thôi không sao, mẹ không cho bú được thì uống sữa công thức thôi. Nhưng mà do kiểu lần đầu làm mẹ mà ai cũng như em nè, cái chuyện nó thiêng liêng lắm. Mình bị hụt chứ, rõ ràng là mình bị hụt em lắm. Cảm nhận được cái cảm giác này em chia sẻ được là bởi vì phải chi mình không có sữa thì nó khác. Đằng này mình có sữa mà mình không thể cho con bú, nó là một cái câu chuyện tàn nhẫn nhất đối với một người đang làm mẹ. Thì lúc đó Lan cũng bị, nhưng mà Lan không phải là như Thơ mà là Lan bị sốt căng sữa thì đâm ra hút ra toàn máu thôi.
thì mình lại hút ra là bỏ, hút ra là bỏ, mình không thể nào cho con mình bú được. Thì cái lúc đó là mình rất là sợ. Thôi thì không bú được sữa mẹ thì bú sữa công thức cũng có sao đâu. Đúng là đối với mọi người không sao. Mình cũng ý thức được việc rằng là nó không sao. Thì đúng là nó sẽ không sao. Nhưng mình tức, mình tức lắm, tức khủng khiếp, và mình cảm thấy là mình một là người mẹ, một người mẹ cực kỳ tồi, đúng không ạ? Rất là tồi khi mà mình không thể nào mà mình cho con mình bú được. Vậy nữa nè chị, lúc mà Thảo bắt đầu lớn á, chị biết em thèm nhất cái cảm giác gì không? Là cho bú hả? Ẩm nó trong người á chị. Kiểu đúng tư thế. Đúng rồi. Dạ. Và cứ em cứ thích cái tư thế đó, em cứ ẩm con vậy nè, cứ để vậy nè, mà lớn nó hiểu á chị. Nó nghe má ghê quá, nó ghê đẩy. Thì cũng may á, là bé rất là háo bú sữa. Trong mấy cái tháng đầu đời của con á, là con bú rất là ngoan. Cứ đúng bon 2 tiếng là bú một lần. Có nghĩa là một ngày á, là đúng 12 cữ. Không thiếu cữ nào, không cần phải đặt báo thức. Và bé bú một lần là 220ml. Nhà một cái lượng sữa rất là khủng luôn. Lớn đó. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó chị biết không, vì lúc đó em tập trung cho con hoàn toàn á, cho nên là cái cữ nào mà con bú mà còn sót lại chút xíu thôi, em sợ con em nó ốm, cái em đi đo luôn. Mi Châu. Tôi cũng vậy. Con mà nó bú còn một giọt thôi, tôi cũng cảm giác là chết cha, bú vậy là không đủ, là đói nè. Thế nào cũng đói nè, là ốm nè, sụt cân nè. Bởi vậy thì áp lực tôi nặng đó chị. Còn cái gì nữa? Đây, và con em lúc đó đây. Dạ, cái này là 2 tháng nha chị. Quý vị ơi, dạ, camera bất cận giùm em, bất cận nha quý vị. Ốm lắm, con nhỏ nó ốm dữ. Trời ơi. Ôi, con bé 2 tháng hả? Dạ, và đây 3 tháng nè chị. Dạ, con bé 2 tháng, dạ, rồi bên kia 3 tháng. Trời ơi, cận vô, bằng luôn mặt cô Nhi A. Mà cô Nhi A làm sao thì quý vị biết rồi đó quý vị. Thôi, em bị ám ảnh cân nặng. Dạ, đúng rồi, cái thời điểm đó luôn là em vẫn chưa đi làm lại. Và em xác định luôn á là là ở nhà canh 12 cửa sữa. Đúng rồi, dạ, em ở nhà canh 12 cửa sữa. Thì lúc đó là nó có một cái, lúc mà em mang thai thỏ, nó có một cái này em nghĩ nó không phải sự cố đâu, nhưng đối với em nó cũng có cái gì đó vui vui, một cái kỷ niệm rất là vui trong cuộc đời em, trong sự nghiệp của em. Đó là em bị, người ta đồn là em bị đột tử chết. Thời gian đó cũng có nghe, tại vì lâu quá không đúng thấy rồi. Thôi xuất hiện trên truyền hình. Cái là người ta đồn đột tử chết. Đúng rồi, mà cái tin đồn đó nó khủng khiếp đến mức mà chị biết không, có nghĩa là em nhớ là hôm đó là mùng 4 hay mùng 7 Tết gì đó. Thì tự dưng các chú, các bác lãnh đạo của đài gọi điện. Rồi các anh, các chị, những người mà biết em nè, rồi làm việc cùng nè, nhưng mà không bao giờ liên lạc, không bao giờ gọi điện cho nhau, đâu có lý do gì đâu để gọi. Thì mọi người quá chừng cuộc gọi luôn. Nhưng mà mọi người tế nhị, tại vì em đang mang thai mà. Thì mọi người chỉ hỏi là khỏe không? Khỏe không? Trời sao? Em cảm động khủng khiếp chị. Lúc đầu là em không biết cho nên em rất là cảm động, đúng không? Em nói trời ơi, mọi người cũng đến một ngày mà mọi người quan tâm yêu thương mình đến như vậy. Cho đến cái ngày hôm đó thì một cái anh thân nhất với em trong đài, anh gọi anh nói: em có biết gì không Thơ? Trời ơi, dưới đài bây giờ giống như là bùng nổ luôn á. Vì cái chuyện là người ta đồn là em đột tử chết. Đột tử chết rồi. Phải nhờ cái sự cố đó thì mới biết được là khán giả họ thương mình được như thế nào. Lúc đó thì lãnh đạo đài mới nói với em là thôi bây giờ xin con đi. Xong dạ thì quay trở lại sớm. Nhưng mà thời điểm đó em từ chối. Em muốn là em không bỏ lỡ bất kỳ một cái khoảnh khắc nào đầu đời của con em hết. Bận ở nhà canh 12 cửa sữa mấy anh chị. Dạ. Tuy nhiên nó có cái gì nè mà em quyết định đi làm lại. Cái đầu tiên á là cái em nghĩ lại cái chuyện, chị biết là cái lúc này em hoàn toàn không ý thức được con mình đã đủ bụ bẩm rồi. Đủ cái gì? Đủ cái gì nữa mà đủ? Nếu như ngồi đây là một bác sĩ dinh dưỡng mà hơi nóng tính thì người ta sẽ rầy rà. Người ta mới nớt lại. Dư rồi. Dạ, nhưng mà lúc đó em không hề thấy, đúng rồi, không hề thấy đủ luôn á chị. Đối với các bà mẹ, thực ra khi mình làm mẹ cũng vậy. Con dạ. Mình mà nó bụ bẩm không đã. Em ngắm hình của con á chị, em lục lại cái hình này, em giật mình. Sao vậy hả? Dạ, em nói ô không được. Là cái thứ nhất nha chị. Cái thứ hai là vậy nè, em bắt đầu có cảm giác ghen. Có những cái ngày em để ý thấy là ồ, bắt đầu em suy nghĩ nè, trưa nay anh ăn cái gì ta? Trưa nay anh ăn trưa ở đâu ta? Anh đi ăn với ai ta? Đó. Anh là sếp của một cái công ty của nước ngoài ở Việt Nam mà bao nhiêu người ngưỡng mộ ảnh. Rồi cả một cái thời gian dài mà em cứ rú trong nhà như vậy, rồi
ảnh có mối quan hệ nào không ta, kiểu vậy á. Xong rồi em giật mình, nói ô, nó không phải là em không có tự ti tới mức đó, và ảnh cũng không có làm gì để cho em phải suy nghĩ tới như vậy. Rồi chị biết có những cái hôm á nha, em đang ngồi em ngắm con đang ngủ như một thiên thần vậy đó, tự nhiên cái trong đầu em tưởng tượng nè, có một cái gia đình nào đó nhấn chuông, em xuống em mở cửa, cái người ta nói chị ơi xin lỗi chị nhưng mà em có thai với chồng chị rồi hả? Không phải. Bệnh viện ta trao nhầm con. Bệnh viện ta trao nhầm con. Đây mới là rồi. Đây mới là con của chị. Của chị, còn con bé mà nằm trên đó chị yêu thương nó mấy tháng nay là con của em. Không được, em phải đi làm. Đúng. Rồi. Dạ. Em tưởng tượng tới lúc đó xong nha, chị biết là em khóc mà. Em khóc mà hủ hủ á chị. Em khóc mà em sợ con em nó giật mình, nó thức đó. Em phải chạy vô trong toilet, em khóc tiếp. Em khóc như điên như dại, chỉ vì tưởng tượng trong đầu cái câu chuyện đó. Sau đó em thấy nó hoàn toàn không ổn. Dạ. Quyết định đi làm. Dạ, thế là quyết định là em đi làm. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì em mới nói với lãnh đạo đài là em chỉ làm những cái chương trình nào về nhân đạo thôi, để em không có cảm giác có lỗi với con khi mà em để con ở nhà em đi làm á. Trước khi đi, cái này không phải là vì em máy móc đâu, nhưng mà em lên một cái lịch, nó gần như nó chi tiết, nó chỉ xê xích khoảng 15 phút thôi, một cái lịch trình của con luôn, là giờ nào là bú, rồi giờ nào là ăn cái gì, cái gì đó. Dạ, xong rồi em đi. Nhưng mà chị biết á, là trong mấy cái tiếng đầu tiên lúc mà em đi đó, em nghĩ đất trời sụp đổ. Em nghĩ thế giới này không thể tồn tại được khi thiếu em. Con em nó sẽ không thể nào bình yên được khi má nó không bên cạnh. Dạ. Thực ra đâu biết là ở nhà nó ngủ rất thẳng cẳng, nó rủ rất ngon, chơi rất vui. Dạ, nó chơi rất vui chị. Và em thấy là thế giới vẫn hòa bình. Dạ. Những cái cảm giác của em lúc đó, tại vì em tập trung quá nhiều vô cái việc lo cho con. Nhưng mà do thỏ nó cũng là một cái trường hợp, nó có nhiều cái đặc biệt lắm, nên là em thật sự khó để mà em có thể yên tâm. Hoặc em nghĩ là khó để mà có ai có đủ cái tình yêu cũng như là trình độ để mà lo cho con lúc đó. Chị biết á, cái lúc mà bé bắt đầu ăn dặm á, nó bắt đầu nó qua một cái sự cố khác nữa, cũng rất là kinh khủng luôn. Cái cơ địa của thỏ là cơ địa nhạy cảm, có nghĩa là bé nhạy cảm về mùi á. Em bị khủng hoảng cùng cực luôn á, là cái gì mà đưa vô miệng con một cái là con không tiếp nhận, là con ói ra hết. Và như vậy thì sữa trở thành một cái thức ăn chính cho con luôn. Đúng rồi. Thế là nó bắt đầu là cái cuộc hành trình. Đúng rồi. Là em tập cho con em ăn. Trời, nó khủng khiếp lắm chị. Ví dụ một cái món ăn đó nha, em tập liên tục trong 3 ngày. Là nó đúng cái quy tắc mà tập ăn dặm cho bé, đúng không ạ? Là ăn duy nhất một món đó thôi. Ngày đầu tiên bé ói rất nhiều, ngày thứ hai ói vừa vừa, ngày thứ ba cũng ói nhưng đỡ hơn. Xong em ngưng. 3 ngày sau em tập qua một món khác, cũng lặp lại quy trình đó. 3 ngày sau em quay trở lại cái món kia. Em cứ dòng như vậy tới khi nào mà cái món đó, cái mùi đó bé không ói nữa thì thôi. Gian nan. Nhưng mà phải gọi là phải kiên một trì. Là phải kiên trì, hai là phải hiểu biết, và cái thứ ba là cái mục tiêu của mình á, nó phải có để mình mới có thể đồng hành được. Đối với Thơ thì em nhận thấy bạn này là một bạn, một người con gái rất là nghị lực, và bạn cực kỳ nội tâm. Có cái gì đó bạn giấu vô trong người mình. Và tất cả những gì bạn đưa ra với mọi người, nó là một cái điều gì đó vui vẻ, tích cực, để nó cộng hưởng ngược lại cho bạn. Cái thời điểm đó đúng là em đã làm cái cách đó nha, em đã sống như vậy nha, nhưng mà tới giờ em thấy nó không hiệu quả. Không hiệu quả. Cái giai đoạn đó luôn chị, cứ mỗi ngày ba thỏ về á, là cái câu đầu tiên luôn, anh bước chân vô nhà anh hỏi là con có ói không em. Thì em cũng y chang vậy, em chọn cái cách là em sẽ trả lời đúng nha chị, em không có giấu nha, nhưng mà chỉ trả lời thôi chứ không bao gồm thái độ. Nha, tại vì em nghĩ là bây giờ mình có chia sẻ với ảnh về cái nỗi áp lực của mình á, thì ảnh cũng đâu có gánh được thay cho mình. Rồi mình cũng phải tiếp tục cùng với con chiến đấu cái chuyện là con ăn được hay không, con có còn ói hay không. Chưa kể là ảnh có những cái áp lực trong công việc của ảnh, mà thực sự đúng cái thời điểm đó là công việc của ảnh cũng có rất nhiều áp lực. Thì ảnh cũng chọn cách y chang. Có nghĩa là ảnh về, ảnh không có nói cho em nghe rằng là anh áp lực về công việc như thế nào. Vì ảnh nghĩ là em đã quá đủ những cái vất vả trong nhà rồi. Thì liên tục trong cái giai đoạn đó nha, ảnh cứ về là bắt đầu ảnh ít nói nè, anh mệt lắm. Anh tới cũng chơi với con, nhưng mà kiểu là anh không có cười nhiều, không có vui, không mình nhìn lượng. Đúng rồi, mình nhìn là mình thấy, mình biết liền à. Từ đó
em mới chọn cái cách mà em hay dùng từ là đối thoại á. Ừ. Có nghĩa là tất cả mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm luôn cả cảm xúc của mình luôn á, em sẽ luôn nói hết. Nhưng mà nói ở đây á, là để giải tỏa chứ không phải nói để tăng cái áp lực lên. Nói để trút vô người ta và cùng nhau áp lực. Yeah. Thì lúc đó là em mới kêu anh ra, em mới ngồi nói chuyện. Em nói là anh đừng giấu, anh đang mệt cái gì, anh cứ kể cho em nghe đi. Giống như em nè, em về em cũng kể chuyện thỏ vậy. Anh phải hiểu là bây giờ á, anh có kể xong đi hay là anh không kể á, mà anh về anh mệt, anh bực dọc ở nhà, thì cái áp lực ở trên công việc của anh cũng có hết được đâu. Nó cũng còn mà, đúng không? Thành ra cho nên là tới bây giờ em làm được điều đó nè chị. Hễ mà em mở cửa nhà, em bước chân vô á, là chỉ còn là câu chuyện, còn là một cái sự việc nào đó thôi, chứ không còn cái cảm xúc hay thái độ nữa. Những cái cảm xúc về tiêu cực á, là em để ra một bên. Em chỉ chọn cái giải pháp để xử lý cái vấn đề đó thôi, chứ em không có lưu cái cảm xúc tiêu cực của cái vấn đề đó lâu. Hành trình làm mẹ nó cho chúng ta trưởng thành nhiều thứ, không chỉ đơn giản đó là có thêm một đứa bé và mình được gọi là mẹ, đúng không? Thì cũng mong là qua cái câu chuyện của Thơ á, thì mọi người cũng thấy là như gia đình nào, bố mẹ nào cũng sẽ có những cái câu chuyện riêng, cũng có những cái vấn đề riêng, chứ không riêng nhà mình. Đúng rồi. Dạ. Thành ra nói ở đây không phải là để thấy là chúng ta cùng có vấn đề, mà để thấy chuyện đó là cũng bình thường thôi. Đúng không ạ? Nên là mình cũng hãy tiếp nhận nó như là những cái điều mà nó bình thường nó xảy ra, khi mà mình đã chọn cái đoạn đường là cùng nhau để tạo thành một gia đình, rồi có một thiên thần nhỏ. Chuyện gì đến thì mình đối mặt với nó thôi. Nhưng mà cũng hy vọng là qua chương trình này, anh Thơ nghĩ là cũng có cả những cái đối tượng khán giả là các anh chồng, rồi các bậc phụ huynh nữa, sẽ từ từ cũng sẽ thêm hiểu về những cái nỗi vất vả hoặc là những cái áp lực của các mẹ bỉm sữa, để từ đó thì cũng không có tạo thêm áp lực hoặc có những cái sự chia sẻ, thì sẽ có được cái đoạn đường trọn vẹn trong gia đình của mình. Cảm ơn Thơ rất nhiều. Và chương trình cũng có một số quà dành tặng cho Thơ. Đây là bộ son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản, rất là nhiều màu son cá tính để bạn thay đổi mỗi ngày. Đây là bộ ba kem nền của thương hiệu Vanessa KR, một sản phẩm đến từ Hàn Quốc với chiết xuất hồng sâm, sẽ giúp cho bạn có một lớp nền thật là hoàn hảo. Xin gửi tặng cho bạn. Dạ, em cảm ơn nhiều. Cảm ơn bạn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Và dĩ nhiên là chúng ta vẫn còn nhớ kênh YouTube MCV Media hoặc là cài app NetLove để chúng ta có thể cùng theo dõi chương trình nha. Không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Con thấy ai xinh đẹp hơn? Cô giáo, cô giáo. Lẽ thôi hỏi tụi không thích ăn canh gì để bắt ăn canh đâu. Tắm đi, bắt nhau, bắt nhau. Hả? Coi xong cái này xong về là khỏi gửng đi ăn cà rán luôn. Lấy giờ con sẽ ngủ với ai? Con ngủ với mẹ. Em vẫn giữ cái clip đó cho đến lúc mà ngày cưới rồi em phát lên. Chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần.